trẻ đẹp lâu. Món quà sức khỏe tươi trẻ đón xuân. Nước tăng lực number one với taurin, inositol và vitamin cho bạn tăng thêm sức mạnh, chinh phục thử thách. Với number one ai cũng có thể làm được hùng. Hãy uống number one. Nước tăng lực number one tăng thêm sức mạnh, chinh phục thử thách. Nắng nóng căng thẳng thế. Trà xanh không độ được làm với lá trà xanh tự nhiên, giữ nguyên tinh chất EGCG giúp bạn không lo căng thẳng mệt mỏi. Cùng chọn trà xanh không độ nên không còn lo căng thẳng mệt mỏi. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Bà Rịa Vũng Tàu, 11 doanh nghiệp phải bồi thường hơn 13 tỷ đồng trong vụ kiện cá chết trên sông Chà Và. Không khí đón Noel ở Sapa và thành phố Vinh. Một người mẹ nhốt con 11 tuổi không cho đi học ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Sau nhiều lần hòa giải không thành công, ngày 23 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tuyên án vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại vì cá bè trên sông Chà Và thuộc xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu chết hàng loạt vào tháng 9 năm 2015. Đây là vụ án dân sự có nhiều bị đơn, nguyên đơn và số tiền được bồi thường lớn nhất từ trước đến nay được Tòa án Nhân dân thành phố Vũng Tàu đưa ra xét xử. Cụ thể, nguyên đơn là 33 hộ ngư dân và bị đơn là 11 doanh nghiệp chế biến hải sản ở xã Tân Hải, huyện Tân Thành. Theo đó, tòa chấp nhận một phần đơn khởi kiện của bà con ngư dân, buộc 11 doanh nghiệp phải bồi thường thiệt hại tổng số tiền hơn 13 tỷ 200 triệu đồng. Trong đó, doanh nghiệp phải bồi thường nhiều nhất là hơn 3 tỷ 500 triệu đồng, ít nhất là hơn 100 triệu đồng. Về phía bà con ngư dân, người được bồi thường nhiều nhất với số tiền hơn 2 tỷ 100 triệu đồng, người ít nhất là hơn 50 triệu đồng. Ngày 23 tháng 12, 11 thùng thuốc tân dược, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm không rõ nguồn gốc của nhà thuốc Liên Khương, số 98A quốc lộ 20, tổ 2, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, đã bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng niêm phong và tạm giữ. Vụ việc được phát hiện khi lực lượng chức năng bắt quả tang nhân viên của nhà thuốc Liên Khương đang chở một thùng hàng gồm thuốc tân dược và thực phẩm chức năng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ từ nhà thuốc đi giao cho các cửa hàng. Tiếp tục kiểm tra kho hàng của nhà thuốc, phát hiện nhiều loại thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm có xuất xứ nước ngoài nhưng không có giấy tờ hợp pháp. Tổng số thùng hàng bị thu giữ là 11. Được biết, nhà thuốc này do bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh làm chủ. Nhằm tinh giảm các thủ tục hành chính và thuận tiện hơn cho người dân, từ ngày 24 tháng 12 năm 2016 đến ngày 15 tháng 2 năm 2017, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt PC67 Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành triển khai thí điểm hệ thống cổng thông tin điện tử đăng ký xe qua mạng Internet tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những nội dung mang tính đột phá trong thời gian tới, nhằm cải cách thủ tục hành chính, đem lại sự thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ đăng ký xe cho người dân và doanh nghiệp. Thì người dân vẫn chưa biết rộng rãi lắm và chúng tôi vẫn tiếp tục tuyên truyền để cho người dân nắm được cái thông tin này và thực hiện các cái thủ tục đăng ký xe qua mạng để nó làm tăng thêm một cái hiệu quả của việc sử dụng công nghệ thông tin cũng như là giảm bớt về cái thời gian công sức đi lại của người dân trong việc thực hiện các thủ tục đăng ký xe. Theo đó, trong thời gian trên, các trường hợp làm thủ tục đăng ký xe qua mạng bao gồm xe ô tô, máy kéo, rơ móc, sơ mi rơ móc, xe mô tô có dung tích xi lanh từ 175cm khối trở lên, hoặc xe có quyết định tịch thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, kể cả xe quân đội làm kinh tế có trụ sở hoặc cư trú tại địa phương. Người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có thể truy cập website đăng ký xe.vn và thực hiện các thao tác theo từng bước hướng dẫn để hoàn tất thủ tục. Trong thời gian triển khai thực hiện thí điểm, cơ quan chức năng sẽ thường xuyên tiếp nhận ý kiến của người dân để tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện, nhằm triển khai thực hiện chính thức hiệu quả hơn đối với hệ thống trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, nhu cầu sử dụng các loại nông sản, thực phẩm sạch của người dân hiện nay rất lớn. Tuy nhiên, với chỉ một sản phẩm rau an toàn được chứng nhận thì chưa thể đáp ứng được. Do vậy, ngành nông nghiệp nhiều địa phương đã khuyến khích triển khai xây dựng mô hình chuỗi cung cấp trái cây an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, không chỉ nâng cao giá trị nông sản gấp nhiều lần so với trồng lúa, mà hơn hết còn đảm bảo chất lượng, nâng cao giá trị và bảo vệ thương hiệu trái cây đặc trưng. Ghi nhận tại huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa, địa phương tiên phong áp dụng Việt Gáp trong sản xuất trái cây của tỉnh Khánh Hòa.
Khánh Vĩnh là địa phương có điều kiện thổ nhưỡng đất đai phù hợp cho trồng cây ăn quả, nhất là nông sản có giá trị kinh tế cao như bưởi da xanh, sầu riêng, xoài. Riêng bưởi da xanh toàn huyện có gần 230 hectare bưởi da xanh, năng suất bình quân 46,5 tạ trên 1 hectare. Tuy nhiên, theo đánh giá từ ngành nông nghiệp, các hộ nông dân vẫn chủ yếu sản xuất theo kinh nghiệm sẵn có, chưa quan tâm đến vấn đề đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm. Để hỗ trợ phát triển sản xuất các loại nông sản sạch trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh đã hình thành mô hình chuỗi cung cấp trái cây an toàn theo việt gáp với 3 sản phẩm chủ lực là bưởi da xanh, sầu riêng và xoài. Bước đầu đã có 23 hộ tham gia với tổng diện tích gần 50 hectare, với hiệu quả kinh tế đem lại gấp 5 lần so với cây lúa, năng suất ổn định, đầu ra được bao tiêu. Việc xây dựng mô hình chuỗi cung cấp trái cây an toàn là hướng đi tiếp theo của ngành nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa trong việc phát triển sản xuất theo hướng việt gáp. Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tăng cường đầu tư về công nghệ, mở rộng sản xuất, hỗ trợ kinh phí cho mô hình. Để mang lại không khí đón Giáng sinh tràn ngập niềm vui và ấm áp cho du khách thập phương, trong những ngày này, nhiều khách sạn, nhà hàng ở Sapa đã trang trí cây thông Noel với hình ảnh lạ mắt và chuẩn bị nhiều hoạt động đón Giáng sinh cho khách du lịch. Theo ghi nhận tại khu vực sảnh lớn của khách sạn Victoria Sapa và khu vực nhà hàng đã được bài trí mang đậm hình ảnh Giáng sinh, mùa Giáng sinh và đón năm mới 2017, số phòng nghỉ của khách sạn này và 120 chỗ ngồi của nhà hàng đã được đặt kín. Trong đêm Noel, thực khách vừa thưởng thức những món ăn truyền thống, vừa nghe những bài thánh ca do đội văn nghệ công ty Sapa, O Châu Sapa thể hiện. Đặc biệt trong đêm Giáng sinh, nhà hàng còn sắp xếp một ông già tuyết khổng lồ tặng quà cho trẻ em. Đêm Noel thì khách sạn cũng có một số những chương trình hết sức là đặc sắc để chào đón các khách hàng khi tới nghỉ dưỡng ở khu Victoria Sapa Resort. Bên cạnh đó, mặc dù có khả năng phục vụ 200 khách mỗi lượt của nhà hàng Dao Đỏ, nhưng chỗ ngồi của nhà hàng đã được đặt kín trong đêm đón Giáng sinh, chủ yếu là nhiều du khách đến từ Thái Lan, Malaysia, Singapore. Ngoài ra, mùa Giáng sinh năm nay, các khách sạn, nhà hàng ở Sapa đều trang trí nhà cửa với cây thông Noel, ông già tuyết cùng những bóng đèn mang màu sắc rực rỡ, tạo nên không khí đón Noel ấm áp cho du khách khi đến Sapa trong dịp này. Vào dịp lễ Giáng sinh năm nay, năm 2016, người dân giáo xứ Yên Đại, xã Nghi Phú, thành phố Vinh thuộc tỉnh Nghệ An cùng nhau dựng mô hình tháp Eiffel độc đáo bằng tre cao 34 mét, ngang gần bằng tòa nhà 10 tầng, thu hút người dân đến chiêm ngưỡng. Mô hình tháp Eiffel ở Nghệ An được mô phỏng theo tháp thật ở Pháp, có chiều cao 34 mét, chiều rộng 10 mét. Tháp Eiffel nhân tạo này được làm bằng hơn 300 cây tre và mây cần, 100 kg thép, với tổng chi phí hơn 60 triệu đồng. Toàn bộ ngọn tháp được phun sơn màu trắng, trang trí bằng 100 bóng đèn LED và 1.000 mét đèn nháy. Đây được xem là mô hình nhân tạo vào ngày lễ Noel đẹp và độc nhất ở Nghệ An từ trước đến nay. Từ 18 giờ tối hàng ngày, tháp Eiffel nổi bật và lung linh hơn bởi ánh sáng của đèn trang trí, thu hút nhiều người dân đến chiêm ngưỡng và chụp hình lưu niệm. Để đảm bảo an toàn cho người dân, mô hình tháp Eiffel được thiết kế vững chắc, kết nối với các sợi cáp ở mặt đất. Được biết, vào năm 2007, người dân ở đây cũng làm một ngọn tháp tương tự có chiều cao 17 mét. Sau đó, ngọn tháp này được bán lại cho một khách sạn ở thành phố Vinh với giá 7 triệu đồng. Dự kiến, ngọn tháp Eiffel này sẽ được trưng bày hơn một tháng để mừng mùa Giáng sinh và Tết Nguyên đán 2017. Tiếp theo chương trình là thông tin an ninh trật tự. Thưa quý vị, sáng ngày 24 tháng 12, Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ đối tượng Trần Tiến Dũng, trú tại huyện Nghi Xuân, về hành vi giết bà Phạm Thị Sáu, trú xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân. Trước đó, Trần Tiến Dũng sau khi từ Hà Nội về Hà Tĩnh đã đến ở nhờ tại nhà của ông Trần Duy Hàm và bà Phạm Thị Sáu, là ông bà của bạn Dũng. Tối ngày 22 tháng 12, Dũng giả vờ rời nhà ông bà đi Hà Nội, nhưng chờ đến rạng sáng ngày 23 tháng 12 để quay lại để trộm cắp tài sản. Trong quá trình thực hiện, Dũng bị bà Sáu phát hiện tri hô nên đối tượng đã giết bà Sáu, rồi lục soát tìm tài sản. Ông Hàm do ngủ tại nơi khác nên không phát hiện vụ việc. Sau khi gây án, Dũng trốn tại nhà mẹ nuôi tại xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân nhưng sau đó đã ra đầu thú. Phần cuối chương trình là nội dung vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, một người phụ nữ tại tòa nhà chung cư 1A, bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội có hành vi tâm lý bất thường, nhốt và hành hạ con gái 11 tuổi, không cho bé tiếp xúc với bên ngoài, đặc biệt là không cho đi học. Vụ việc gây không ít những bức xúc trong dư luận. Mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận sau của chương trình. Theo người dân tại địa phương, suốt nhiều năm qua, từ khi chuyển đến đây vào năm 2013, người phụ nữ tên Trần Thị Hồng Nhung có biểu hiện không bình thường. Đáng quan ngại hơn, người mẹ này còn không cho con đi học, cũng như không cho tiếp xúc với mọi người xung quanh. Nó nhảy múa lắm mọi người. Thỉnh thoảng cứ trò chơi. Trò chơi là nó nhảy. Nó nhảy múa từ năm ngoái, năm nay là nó kể cả dưới sân này này. Nó nhảy múa, nó bắt con nó nhảy. Mọi người dân ở đây đều tỏ ra vô cùng lo sợ. Họ khẳng định chị Nhung có những biểu hiện không bình thường.
đã có trường hợp hộ gia đình bên cạnh phải chuyển đi do nhắc nhở vì sao chị này không cho con đi học. Lớn lên và nó bị như là mẹ nó cách ly toàn bộ với xã hội. Thế đâm ra là cái đứa bé đấy nó chỉ biết mẹ nó thôi và nó chỉ biết một cái xã hội của mẹ nó thôi. Nó không biết một cái gì hết. Tức là không cho tiếp xúc với bất cứ một ai hết. Nguyên nhân của sự việc này được cho là do chị Nhung có những bất ổn do những trắc trở trước đó trong đời sống gia đình. Trong một cái cuộc đổ vỡ gia đình đối với chồng, thế và chồng chị Nhung thì lại đi một bước nữa, tức là xây dựng gia đình. Trong một cái cuộc đổ vỡ đó thì chị Nhung cũng hoàn toàn tức là không tin tưởng và mất niềm tin. Đại diện quận Hoàng Mai cũng cho rằng việc nhốt và đánh đập hành hạ con gái là hoàn toàn không có. Nhưng việc chị Nhung cản trở chuyện học hành của trẻ em là vi phạm luật trẻ em. Ngành cơ quan chức năng chúng tôi là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho trẻ em, thì chúng tôi sẽ khởi kiện ở cái góc độ, tức là chị Nhung vi phạm là trẻ em không được đến trường. Quận Hoàng Mai khẳng định đây là vụ việc khó do nhiều tình tiết phức tạp, khi cả chồng cũ của chị Nhung và gia đình hai bên đều không hợp tác với cơ quan chức năng. Được biết mấy hôm nay hai mẹ con chị cũng không về nhà. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Kính chúc quý vị khán giả một đêm Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Mong cho sang năm trẻ đẹp lòng. Món quà sức khỏe, tươi trẻ đón xuân. Ngành truyền tải điện chung tay với đồng bào vùng lũ miền Trung. Đà Lạt triệu tập răn đe các đối tượng tụ tập đua xe trái phép. Đồng Nai, cả ngàn hecta điều bị dịch sâu róm đỏ cắn phá nghiêm trọng.